Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 35 phút học viện IQ, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 20 phút câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Một ngày không có em tập 27, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 45 phút phim tài liệu Việt Nam Hồ Chí Minh nhìn từ thế kỷ 21, tập 1 khát vọng cao cả, tập 2 nhà tư tưởng lỗi lạc. Tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 19 tháng 5 gồm những nội dung sau đây. 0 giờ 40 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Liên Thành Quyết tập 28. 1 giờ 30 phút sinh tồn nơi khắc nghiệt. 2 giờ phim tài liệu khoa học Hải Cẩu và Sư Tử Biển. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 19. 3 giờ 20 phút giải trí nước ngoài. 3 giờ 35 phút thế giới đó đây, những bí ẩn của tạo hóa. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tình yêu của mẹ. Chương trình do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Lasta thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Dialux. Các bé thân mến, hôm nay các con đã được đi đâu chơi chưa nào? Còn ba người bạn nhỏ của chúng ta ngày hôm nay thì đã được đi chơi rất là vui đó. Nào hãy cùng làm quen với các bạn ấy để biết xem các bạn ấy đã được đi đâu chơi nha. Em bé đầu tiên mà chúng ta sẽ làm quen đó là bé Ngọc Hân. Ngọc Hân có thể vẽ được bằng cả hai tay luôn đó quý vị. Quý vị không tin à? Chúng ta hãy thử xem nào. Ngọc Hân ơi, con nghe mẹ nói ở nhà con có biệt danh là gà nứt cục đúng không? Nào, tại sao mẹ lại gọi con là gà nứt cục, con có biết không? Con không biết hả? Vậy bây giờ mình hỏi mẹ ha. Tại sao chị lại gọi bé là gà nứt cục vậy chị? Tại vì cả nhà mình đều có biệt danh là gà hết. Nhưng mà đặc biệt bé Ngọc Hân thì khi chị sanh bé ra thì ngày nào bé cũng nứt cục hết, thế thì gọi là gà nứt cục. Cả nhà đều có tên là gà, là cả bố mẹ cũng có tên gà luôn. Bố là gà trống, chị là gà mái, còn anh của bé thì gà tre. Một gia đình gà rất là dễ thương. Tại sao lại gọi anh của bé là gà tre hả chị? Nó là cũng là một cái kỷ niệm là hồi lúc mà hai vợ chồng quen nhau thì ông xã chị dẫn hay dẫn đến cái quán gà tre ở bên quận Bình Thạnh. Đó là lý do tại sao chúng ta có một gia đình gà phải không nào? Lúc nãy chị cũng có thấy trên clip là bé Ngọc Hân của mình vẽ bằng cả hai tay luôn. Không biết đó là khi bé vẽ thôi, còn khi bé sử dụng muỗng, nĩa thì sao chị? Bé thì thực sự là bé thuận tay trái. Thì mới đầu thì chị cũng hơi lo là khi bé đi viết, đi học thì viết thì cái tay trái như vậy thì ngồi với một cái bạn kế bên thì nó hơi nghịch một chút xíu. Thế thì sau đó đi học thì rèn cho bé là viết tay phải, thế là bé có thể bây giờ sử dụng viết tay phải và tay trái gì cũng được hết, nhưng mà ăn cơm thì dùng tay trái. Ăn cơm thì vẫn dùng tay trái hả chị? Cảm ơn con, bây giờ làm quen với bạn tiếp theo nha. Cảm ơn bé Ngọc Hân và mẹ đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với em bé thứ hai, đó là bé Phúc Hiền quý vị nhé. Bye.
chào chị. Cô chào Phúc Hiền. Cô chào cô. Phúc Hiền ơi, cô thấy Phúc Hiền rất là dễ thương. Dễ thương như là búp bê vậy đó. Con thấy búp bê có dễ thương không? Dạ có. Ủa vì sao con không thích chơi búp bê? Con chỉ thích chơi siêu nhân thôi vậy. Con thích chơi búp bê. Con cũng thích chơi búp bê nữa hả? Dạ. Nhưng mà mẹ ghi cho trong mẫu đăng ký là con chỉ thích chơi siêu nhân thôi. Vậy con có thích chơi siêu nhân không? Dạ không. Không hả? Dạ. Như vậy là con phải nói với mẹ để lần sau mẹ biết. Mẹ ghi trong mẫu đăng ký là con thích chơi búp bê chứ không phải chơi siêu nhân nha. Dạ. Phúc Hiền nè, mẹ có ghi trong mẫu đăng ký là khi mà đi ngủ á thì con phải ôm theo một cái gì đó mà nếu không có nó thì con không ngủ được. Đó là cái gì vậy con? Bàn chải. Ôm cái bàn chải đi ngủ hả? Bàn chải đánh răng. Ôm cái bàn chải đánh răng đi ngủ luôn. Dạ, cô thấy là con yêu hàm răng của mình lắm đúng không? Nhưng mà bây giờ cô phải hỏi lại mẹ thôi. Chị ơi, có phải là bé đi ngủ sẽ ôm cái bàn chải đánh răng không chị? Bởi vì em nghe rất là lạ. Tại vì trước khi bé đi ngủ thì mẹ phải bắt bé trước khi chà răng là phải đi ngủ. Yeah. Nhưng mà bé ngủ thì bé có thói quen là hay ôm gối ghiền. Nếu mà không có thì bé sẽ không ngủ được chị. Tức là có thói quen là ôm gối ghiền mà bây giờ cứ nhớ tới chuyện đánh răng cho nên là ôm cái bàn chải luôn. Chị con thích đánh răng lắm phải không Phúc Hiền? Dạ không. Ủa không thích đánh răng hả? Không thích đánh răng mà nghĩ tới cái bàn chải nhiều dữ vậy á hả? Nhưng mà con phải thích đánh răng đi, bởi vì phải đánh răng thì con mới có hàm răng đẹp đó, nhớ chưa nào? Dạ. Bây giờ thì mình làm quen với bạn tiếp theo nha. Dạ. Quả là trẻ con thật là đáng yêu và ngây ngô phải không quý vị? Vừa mới nói là thích đánh răng tới mức độ mà ôm cái bàn chải đi ngủ luôn, mà hỏi lại thì lại nói là đâu có, con đâu có thích đánh răng đâu. Không thể nào hiểu được nhưng cũng rất là đáng yêu. Chúng ta hãy cùng làm quen với em bé thứ ba nào. Cô dạy đi đứng đàng hoàng, không sợ ôm nắm chặt hàng đẩy nhau. Giờ học bé nhớ thẳng lưng, chân tay ngay ngắn chớ đứng ngã ngang. Uống nước phải uống từ từ, vội vàng nên đổ bé uống nào. Ho ngáp bé lấy tay che, không ngạt không ngỡ bé trốn đâu. Đi học từng quần áo gọn gàng, tóc không để rơi, nhớ mang đến giày. Đánh răng giúp mẹ hàng ngày bạn ngon nha, hắn để thay nụ cười. Lúc bà ấy lại giặt cho lúc mẹ quét rác vắt sau quần nhà.